giới thiệu với các bạn trên màn ảnh các bạn là một đôi gà rừng, gà mái. Thì ở đây thì cái giống gà này thì nó trưởng thành nó chỉ được khoảng 5-6 lạng này. Và nó chân của nó màu đá, màu xanh đá. Đó. Thì hiện giờ mình đang phát triển cái thí điểm cũng tương đối là ổn. Thì hiện giờ là nó ngủ ở những cái tán cây như thế này. Những cái tán cây sống này. Và nó ngủ rất cao trên ngọn. Và nó bay thì các bạn có thể thấy là nó bay khoảng được khoảng 100 mét. Đó. Nếu như mà nó đang ăn được cái đồi bên kia mà có động phát là nó bay một phát về nhà luôn. Đấy. Thì nếu như anh em nào có thể là mua trứng về ấp, hoặc là mua con giống, hoặc là mua gà nhép, hoặc là kể cả mua gà là mái trưởng thành như này, thì bên mình sẽ cung cấp cái giống gà quý hiếm này cho anh em. Cái kênh này của mình chủ yếu là phục vụ về cây giống và con giống hàng độc một chút. Thì mình có thể zoom lại một chút để các bạn nhìn thấy những khoảnh khắc thật là tuyệt vời của chú hai chú mình có cũng tương đối rồi. Đây là hai con này nó đang kiếm ăn, còn mấy con kia là nó lên đồi trên kia hết rồi. Nó lên đồi hết rồi. Đây thì mình thả hoang dã nhé. Gà rất là cơ bản. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Cái chân của nó rất là màu chân xanh. Đó. Đấy là này, chân xanh. Thì cái số điện thoại liên hệ là 01 63 53 05 982. Mình thì mình tên là Thao. Mình cũng ban đầu thì mình cũng phục vụ những cái rơi vãi ở cái trại chim của mình. Cái chim cu này này, đây này, đó. Thì nó rơi vãi xuống những cái chỗ này thì mình thấy là rơi thì là chuột bọ nó ăn cũng rất là lãng phí. Tối đến chuột nó mới ra. Thế thì hôm mình mới đi vào trong bản trong dân tộc Mường ấy, thì mình có tặng cái bác một cái con một cặp đôi chim chim cu gáy để các bác làm giống. Thế thì đáp lại thì bác cũng tặng cho mình một cặp gà rừng. Thì bác ấy có nói là cái con gà này tiền sử là lên vùng cao kia thì ông bạn đồng ngũ ông ấy tặng. Thế thì bác về bác ấy cũng nhân ra được mấy con nữa. Thế thì bác tặng mình con gà trống giả, nên con gà mái giả. Thế thì mình về mình nuôi thì nó đẻ được, ban đầu đã đẻ được 6 quả trứng. Thế thì sau đó là cái con gà trống thì mình không biết là ai bắn mất hay là như thế nào, thì nó không còn nữa, nó không về nữa. Thì cũng có thể là do chiết hay cáo hay là cái gì đấy ở trên đồi. Các bạn thấy là cái trên đồi ở đây thì đằng sau này là 40 năm HA đồi, nó thuộc về của nhà nước, nhưng tạm thời bây giờ chỉ có trồng keo. Đó thì mình cũng rất là tiếc. Qua quá trình 6 cái con của nó ra thì may quá là có 2 con gà trống và 4 con gà mái. Thế từ 4 con gà mái và 2 con gà trống đến bây giờ cái đàn gà của mình nó rất là đông. Đó thì mình để ý có một điều là chân của nó lúc nào nó cũng màu đá như thế này. Đó, màu đá, màu xanh đá như này. Đó, và cái tai của nó thì nó cũng không như một số người nói, nhưng mà mình chỉ biết là con loại này nó bay rất xa. Nó bay khoảng 100 mét và nó cũng trưởng thành nó cũng chỉ khoảng 6 lạng. Và mình thấy là thịt của nó ăn rất là ngon. Mà cái giống gà nó rất là khôn. Rất là khôn. Đấy, các bạn nếu ai yêu thích những cái động vật rừng đồi hoang dã như thế này thì các bạn có thể giao lưu với Thao. Đây cũng mang tính chất là chia sẻ thôi, cũng không có cái tính chất gì là mua bán lớn cả.
nếu như các bạn mua bán lớn chuyên nghiệp thì có thể là mình chưa chưa cung ứng được thời điểm này về con gà. Về con chim cu gáy thì mình có thể cung ứng được bởi vì mình đã phát triển trang trại. Đó, đấy con chim nó gáy. Đó. Thì các bạn thấy là nhiều khi có những con gà nó như thế này trông nó cũng ngộ ngộ, nó cũng đáng yêu. Ở đây thì mình lợi thế là đất này là đất mối, nên cái lượng những con côn trùng ở đây rất là nhiều. Đấy. Thì mình muốn là giữ lại cái giống gen giống của những con gà nó như thế này. Đó. Và chia sẻ với các bạn là nên trồng những cây đu đủ như thế này, cắt đít ra treo lên, gà nó xót ruột nó sẽ ăn, lúc nào nó ương ương hung hung đỏ đỏ. Các bạn làm như vậy, các bạn không nuôi gà không bao giờ phải tẩy giun cho gà nữa cả, bởi vì trong đu đủ nó có chất axit và nó có chất nhựa của nó làm cho con giun phải không thể sống được trong cơ thể con gà. Đó là một cái thực tế mình đã đúc rút ra được. Thì tới đây mình sẽ like một con gà trống rừng với một con gà nó gọi là gà đen ấy, gà dẫn thuốc bắc ấy. Bây giờ cái việc ăn uống người ta cũng ăn ngon, ăn lạ, không không nhiều, không cần phải chất lượng. Đó. Thì các bạn có nhu cầu giao lưu thì gọi cho mình và gọi vào những cái thời điểm thời tiết đẹp, giờ đẹp nhá, tránh cái giờ nghỉ trưa ra và tránh cái giờ cao điểm ra. Còn ngoài ra thì máy của mình cũng online, về đến thời điểm kênh của Thao.